bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Ken đây. Tại bọn mình đang có mặt ở khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm nha các bạn. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên mình được đi núi Cấm nha các bạn. Mình nghe nói ở trong này là một có bể bơi rồi, nó khung cảnh rất là đẹp, nói chung là có rất là nhiều trò chơi. Thì hôm nay bọn mình sẽ quyết định đi vào thử thách hết tất cả các trò chơi nha. Ok, đi thôi. Trước khi vào cổng là bọn mình phải mua vé nha các bạn. Vé này là vé vào cổng. Người lớn là 20.000 và trẻ em là 10.000 nha các bạn. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi tắm. Xong hay là ông đi tắm? Tắm xong rồi này. Đi đi gì? Thanh Long Water Park. Ê, đi tắm cái này nước nó có màu đục giống màu sông không? Không. Đừng nghe bác quên. Khi nước vậy nước này nó phải màu đỏ. Đi thôi. Đi thôi. Hay. Cho con viên nước để tắm ở đây đúng không? Nước mát quá à. Không, ở đây là đóng mua vé đi mấy cha. Nắng. Chứ không phải tắm ở đây hả? Không. Đằng kia có hồng vé. Ờ vậy hả? Vậy okay. Đi mua vé tiếp. Ai biết đâu. Nhà quê. Ok các bạn ơi, thì muốn vào công viên nước chơi chúng ta phải mua thêm một cái vé nữa. Cái này là vé vui chơi. Người lớn là 100.000, trẻ em là 50.000, vị trí hết 350.000, cộng thêm 70.000 là 450.000. 350.000 cộng thêm 70.000 là 450.000. What? Nha mọi người. Trời, tính hay ta. Đi chơi nào bậy quá. Ok. Ok. Cộng 100.000 là 120.000. Bây giờ mình đi chơi thôi. Ok mấy bạn, hiện tại là bây giờ 4 giờ mà công viên 5 giờ là đã đóng cửa. Đóng cửa. Đã đóng cửa. Mình còn 1 tiếng để chơi. Tranh thủ thôi. Tiền nhiên lên. Hôm nay ngày mình thường có phải ngày lễ đó là hơi vắng các bạn ạ. Nói chung là vắng chút xíu, mình chơi đi thoải mái hơn. Mình được vào thép hơn. Không phải giữ ý giữ tứ các bạn ạ. Kiểu nhà quê mới lên thành phố mà nhìn thấy nước hay khoái lắm chướng á. Đấy là nước con chảy rồi. Đi đi đi. Mình nâng cấp lên đi. Mình lấy cái dòng cao ơi là cao trên kia kìa. Ok, đi thôi. Đi thôi. Tao đi trước cho. Yeah.
lên. Đôi leo được lên. Ok em đi cho coi. Không à, đừng ai đi xuống. Cho tớ, để tao lên trước. Nó mới trả đó. Đi qua, đi qua bên này đi. Vô trong các cái người hai lỗ không bắn ra nước gì nè. À bậy, bắn ra mỡ. Mình bị say sóng. Đúng chính xác. Khó chịu quá.
đang tập bơi hả? Đúng rồi. Trời đất ơi. Tôi nó tập bơi nè. Trời đất ơi, trời đất ơi. Bơi thì ngọt hả? Nè, nhìn. Đó, nhìn chưa? Xuôi, mày bơi cũng sai nữa. Ai dạy mày bơi kiểu ấy? Bơi gì nữa nè? Xem chị bơi này, cưng ơi. Tôi dạy mày bơi nè. Xem đây nè. Đâu? Anh. Chị chỉ làm duy nhất một lần này thôi. Nhìn. Nhìn nè. Sống cực kỳ lớn luôn. Nhìn chị chạy bơi này. Nhìn chị chạy bơi này, chị chỉ làm duy nhất một lần thôi hiểu không? Chị này. Chị này. Trời đất ơi, trời, cái gì đây? Đang bơi đó mày. Bơi đó. Hiểu chưa, biết bơi chưa? Nó không biết bơi, nó cứ hộp 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 à. À, cô bơi kìa. Để gì gọi vậy nè, cái bơi dưới á. Trời ơi, thử đi. Ba ơi, sống lớn. Không được. Ở sống này không được to lắm. Mình thấy á, mình xem trên YouTube á, mình thấy á, mấy cái sóng á, ở bên Trung Quốc nó to cực kỳ luôn. Tạt nó bát vào mặt nhìn đau không kìa. À, cái gì á? Sặc à? Gì sặc à? Nó sặc rồi. Cho lên đi. Cho nó lên đi tụi. Em đang bơi. Em đang bơi. Chỗ này là 1m5 này, sâu nhất ở chỗ này là 1m8 nha mọi người. Đứng ở chỗ sâu cảm giác nó khó thở vãi trời luôn các bạn. Nó bắt đầu tới cằm mình rồi. Cũng bơi vô. Hết chơi lên rồi các bạn ơi. Mệt quá. Vô lệ lên nè. Chán sống rồi. Chị ơi, thằng này nó chán sống rồi, nó cứ lăn lộn hoài luôn đi. Go. Thanh niên nghỉ ngu số 1. Đúng, hợp lý này, hợp lý. Có đứa em bán đồng tiền bắt gạo. Có đứa em bán đồng tiền bắt gạo. Thôi lên đi. Thôi lên đi. Lên đi, lên đi. Đẩy nữa. Rồi, đẩy lên đi Thanh ơi. Mày cho tao lên đây. Kéo lên Thanh ơi. Lần này chơi chưa đã. Mới chơi được chút xíu à. Mới chơi được 2 chỗ à. Mày chưa chơi nữa. Buồn. Đi mau đi về, ba mẹ đợi kìa. Bây giờ mình đang ở An Giang. Nói cắm An Giang, bây giờ mình chuẩn bị về. Về đâu? Bây giờ Đồng Tháp. Ồ, giờ 5 giờ rồi. Rất là xa. Vậy là kết thúc một chuyến đi An Giang 5-6 ngày trời. Những ngày trước thì... Ăn ngủ ẻ. Lâu. Những ngày trước thì mình lên trên núi á. Mình đi chùa chiền, đi hết chỗ này đến chỗ kia để mình cúng với mọi người. Nên là mình mày... không có quay được. Đúng rồi. Và hôm nay mình mới có thời gian đi chơi được chút xíu vậy thôi là mình đi rồi. Nói chung là mệt. Ôi, yếu đuối vậy hả? Tớ thương hả? Tớ mập đẹp ta bị sóng vồ. Bị sóng vồ thấy thương chưa kìa. Thông báo một tin. Trước khi đi tắm chỉ mất ẻ. Ừ, à, đúng rồi. Là quá đi, thay sóng gì đó bây giờ. Dạ hả? Lần sau ấy, cứ nghĩ xấu mập đẹp tao. Mập đẹp nhà tao có thể xấu hay đâu. Để ba mẹ đi. Đang đợi ở ngoài. Ôi vậy hả? Chào mọi người cái coi. Chào mọi người. Chào gì không? Chào mọi người. Thấy chưa, người ta dạy. Mình đang đi tới bãi đậu xe và mình phát hiện ra một điều rất là kinh khủng. Nguyên một chiếc xe dính lên cái bãi. Chắc là gửi xe luôn.
là vãi trưởng các bạn ạ. Vãi trưởng các bạn ạ. Ủa, sao em với anh cũng đi chơi mà sao có một mình em đây mà anh vẫn chẳng vậy? Tất nhiên là tao có bí quyết rồi. Bí quyết gì vậy chị em gói? No. Tao mà chỉ cho mày là mày đẹp hơn tao hả? Ngu gì? Chị em đi, có gì em sẽ bao anh và nguyên cả tháng luôn. Nghe có vẻ hợp lý. Chốt đi. Quát mèo nè. Rồi chị em đi quát đi. Bí quyết của tao là tấm trắng trái cây Indy nè. Em thấy cái này rồi nó trắng ra. Tất nhiên rồi. Mày thấy không? Tao đi chơi tắm với tụi bay mà chỗ người là tao không đen luôn á, là do tao sức hay như mày. Không sức nữa nè. Đen thùi lùi với con bò. Ôi trời nha. Chị cho mày xài đi. À cái này có chắc chắn là trắng không? Chắc chắn. Cái này là... Nhưng mà không thôi, đừng nói nhiều mà. Điều nữa.